Hiện nay phụ nữ tham gia lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng nhiều. Đối với các nữ doanh nhân tỉnh Ninh Bình, được đánh giá là khá chủ động trong các hoạt động phát triển sản xuất và kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Từ một cửa hàng kinh doanh nội thất nhỏ được mở vào năm 1999, đến nay bằng sự nỗ lực vươn lên không ngừng của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hậu đã phát triển thành siêu thị quy mô lớn với nhiều dòng sản phẩm cao cấp đã từng bước khẳng định uy tín với khách hàng. Cũng phải tìm hiểu và đặc biệt nhất là phải sáng tạo, vì cái ngành vật liệu nội thất là nó phải đi với cái sự tinh tế từ màu sắc, chọn sản phẩm. Và đặc biệt nhất là cũng phải tìm những cái mặt hàng để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Trên cái bước đường tới đây thì công ty chúng tôi cũng đang rất là nỗ lực để có những cái thành quả tiếp theo. Và đặc biệt là trong thời gian tới thì công ty đã đưa vào rất nhiều những cái quản trị công nghệ mới và có những cái xu hướng phù hợp với cái ngành nội thất hiện nay. Sự phát triển của doanh nghiệp đã tạo việc làm cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định đạt từ 8 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Đội ngũ lao động được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Trong quá trình làm việc và gắn bó với Hậu Nam trong 4 năm qua thì bản thân tôi cũng đã học hỏi từ sếp Hậu rất là nhiều, từ kỹ năng bán hàng này, rồi kỹ năng tư vấn sản phẩm, kỹ năng giao tiếp. Nhìn chung là một người sếp tuyệt vời, có đầy đủ tất cả các yếu tố để nhân viên có thể học hỏi và noi gương theo. Còn đối với nữ doanh nhân trẻ Phạm Duy, khởi nghiệp từ năm 2013 với lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn Việt Nhật. Với sự đầu tư bài bản từ hệ thống nhà xưởng, máy móc, nguyên vật liệu, doanh nghiệp của chị đã cho ra đời dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng phục vụ thị trường. Với chiến lược để mở rộng những cái sản phẩm mang tính chất thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh sơn nước như Cowin, Sanra, Rosan, và đấy là một trong những cái tiêu chí mà ngày hôm nay Sơn Việt Nhật đưa đến tại thị trường không những ở Ninh Bình mà các tỉnh thành của chúng ta trên toàn quốc. Và với cái tốc độ phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như là cái tiêu chí đưa đến, chưa có một cái sản phẩm nào thay thế cho lĩnh vực sơn nước, thì Sơn Việt Nhật đang dần khẳng định thương hiệu của mình bằng chất lượng, bằng cung cách phục vụ và bằng những chiến lược phát triển kinh doanh của mình. Với bản chất cần cù, chịu khó và sự năng động trên thị trường, các nữ doanh nhân của tỉnh đoàn kết sáng tạo, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập bình quân đạt từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Bây giờ chúng tôi cũng đã được gần 200 hội viên để tham gia rồi. Thì được như ngày hôm nay thì chúng tôi cũng phải nói đến là cái sự đoàn kết mà cùng nhau chia sẻ của chị em. Trong những lúc khó khăn cũng như là những cái lúc mà thuận lợi nhất, đoàn kết cùng nhau phát triển và những cái chia sẻ với nhau trong những cái công việc, và nhất là trong những cái thời kỳ mà xảy ra những cái dịch ấy, thì chị em lại có những cái chia sẻ rồi là có những cái kinh nghiệm để vượt qua những cái lúc mà khó khăn nhất. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nhân nữ tỉnh đa dạng trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau. Họ vẫn đang tận dụng các cơ hội để phát triển và khẳng định vị thế của doanh nghiệp, doanh nhân nữ trong thời kỳ hội nhập.